Dạ Vũ xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Chiều hôm nay là ngày mùng 6 tháng 3 năm 2022 âm lịch nha các bạn. Hiện giờ Vũ đang đi lên vô miễu Bào Khoai nha các bạn. Ở đây là ngay đầu chợ Bình Đại, đầu chợ Bách Quá. Ngay đây là ngay đường Bào Khoai nha các bạn. Đường vô miễu Bào Khoai luôn. Cái con đường Bào Khoai tên của miễu luôn nha các bạn. Còn trước mặt Vũ đây là cái huyện ủy cũ. Miễu Bào Khoai là nhìn cái đó ngay cây me tây bự đó các bạn à. Giờ Vũ mời cô chú anh chị và các bạn cùng theo chân Vũ nha. Đây là trước cửa miễu Bào Khoai nha các bạn. Miễu Bào Khoai ở đây là ở khu phố 2 thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre nha các bạn. Thì ngay chỗ miễu vô đó chút xíu là ngay chỗ đó là ngay chỗ nhà hát cũ đó các bạn. Đây là miễu Bào Khoai ở khu phố 2 thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre nha các bạn. Bây giờ Vũ mời cô chú anh chị và các bạn cùng theo chân Vũ vô miễu nha. Đây hôm nay ở trong miễu mấy cô chú là dọn dẹp để chuẩn bị tới mùng 9 mùng 10 để cúng miễu nha các bạn. Bây giờ 3 giờ chiều rồi. Nay là ngày mùng 6 rồi, còn mấy ngày nữa là tới rồi. Cúng miễu là mùng 9, mùng 10 tháng 3. Bào Khoai ở khu phố 2 thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre nha các bạn. Trước miễu nhìn ra trước có cây me tây rất là lớn nha các bạn. Cái miễu này ở đây là khoảng 100 năm trên rồi nha các bạn. Dạ. Gốc cây hả? Đúng rồi. Ở đây là ở trước là có hai cái này gọi là cái gì anh, cái miễu hả? Miễu ông hổ hơn mà. À. Dạ. Đây là cái miễu thờ ông hổ. Tổ thần hả? Thổ thần. Dạ. Đang quét dọn dẹp lau chùi chuẩn bị tới ngày cúng. Đây là cái gốc me tây là rất là lớn luôn. Cái này còn mấy người ôm mà. Mấy người ôm chưa giáp hết cái cây này. Đây là cây me tây ở trước miễu Bào Khoai. Đây là cây me tây ở trước miễu Bào Khoai.
dì Năm đây chỉ là quét dọn dẹp. Bà Sáu, bà Sáu biết à, con không? Không biết, cho gạo ăn hoài không biết. Dạ bữa nữa có nữa đó bà Sáu ơi. Dạ. Dạ. Chữ thì tiền hiền nè. Dạ. Còn mấy trong này cũng có cái tay mấy chữ dịch ra. Dạ. Đây là Hậu Hiền. Ở trong này có 4 con rồng rất là lớn luôn. Này có là thành kiến. Này 4 con rồng này đâu mặt với nhau nha các bạn. Anh Hòa ở ban quản lý miễu của miễu Bào Khoai ở khu phố 2 thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre nha các bạn. Thì hôm nay Vũ lên để gửi tiền cúng miễu, thì để gửi cho anh. Anh Hòa, hôm nay em lên gửi anh đó là 300 đô. Thì 300 đô này là của gia đình anh bé Tư ở bên tiểu bang Colorado ở bên Mỹ gửi anh. Anh nhận giùm em. Dạ. Hiện nay cũng chuẩn bị rồi hả anh?
chuẩn bị coi như dọn dẹp rồi. Theo phong tục cái hàng năm của cái miễu bào khoai á là ngày 9-10 tháng 3. Dạ. Cũng có cái lễ kỳ yên cúng cho bà. Dạ. Thì bây giờ cái chương trình năm nay thì cũng là bà con mình cũng đang coi dặn dọn dẹp để lễ cúng bà. Dạ. Mà năm nay thì nói chung á thì làm thì chắc không bằng năm rồi, bị vì cái chương trình dịch á. Dạ. Coi như không bằng năm rồi. Dạ. Thì tôi cũng thay mặt ban quản lý miễu bào khoai cũng có gửi lời cảm ơn anh Bé Tư ở nước ngoài gửi về cho cúng miễu và 300, thì tôi không biết nói gì hơn, chân thành cảm ơn anh Bé Tư, vợ chồng anh và mấy đứa cháu mạnh khỏe. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Dạ. Mà hai cũng ở trong trong quan chỉ là phụ quỷ của miễu bào khoai. Dạ. Trong đây là chị bé. Dạ. Bỏ đi gì vậy hả? Mà cũng lên để bàn công chuyện chuẩn bị cúng miễu ha, mà hai. Lên chuẩn bị cúng miễu không biết sao mấy ông này. Dạ. Năm nay dịch giả không biết sao đây. Dạ. Cái này tôi cũng báo cho chị luôn. Cái chỗ này là anh Bé Tư á. Hả? Anh Bé Tư á, con của ông anh Bé Tư á, biết không? Cái đấy nè. Bé Tư này nè. Bé Tư và ông Năm Còn. Gửi về cúng miễu 300. Thì đây tôi cũng vừa rồi để báo cho trong cái bổn hội đó. Dạ. Thì anh Bé Tư cũng gửi lời là thăm anh Hòa với thăm mợ hai, tại trước giờ con kêu mợ hai, con mợ hai là mợ hai biết. Bà biết bà ông biết bà bãi mà phải không? Biết thì hồi đó ở xóm đây mà. Biết. Dạ. Tôi đi tải đạn cho ổng. Rồi có như là năm rồi á, rồi con quay để bà ảnh thấy, ảnh nói là để gửi tiền về đặng cúng á. Rồi nó thôi tại năm rồi quay rồi đã xong rồi, thôi thì năm nay thì quay cái tổng, thì ảnh thấy cái video mà bữa con quay mợ hai cúng đó thì ảnh nhớ. Nhìn thấy mợ hai là ảnh nhớ rồi đó, nó ở sớm đây. Sớm. Ở bọn anh ơi. Dạ. Biết mình. Dạ. Dạ thôi con về thôi, mà hai con về. Rồi, con về. Cảm ơn nhiều. Dạ dạ. Hai rồi. Mặt trong bổn hội cảm ơn. Gửi lời về đội ngoại thăm, gửi lời chúc cho Bé Tư là cố quá. Dạ. Cho nhiều sức khỏe, dạng dạ. Tự nhí mà ăn phát tài luôn. Dạ. Lột cái có hiểu đây, lột cái khăn cho tôi biết. Thì mợ hai nói đây con là con quay phim đây là ở bển ảnh thấy á. Biết. Dạ. Đây là chị bé là đây. Dạ. Đợi bé em mà đâm phụng rồi biết. Dạ. Tại đó lứa tuổi mấy ông luôn. Dạ, đó ở xóm này sát bên này. Chơi tôi dạ. Ông bãi với ổng đồ. Dạ. Ông toàn thầy đi tắm đồ. Rồi đó đi chơi. Dạ thôi Vũ xin phép kết thúc cái video. Vũ cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem cái video của Vũ. Xin chào tạm biệt cô chú anh chị và các bạn nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn vào cái video tiếp theo nha.